Xin chào tất cả các em. Là hôm nay thầy sẽ ôn về cái phần thực hành nói chuyện dẫn điện cho các em để nhằm chuẩn bị cho cái tiết kiểm tra thực hành giữa kỳ vào tuần số 10 của bộ môn công nghệ chính. Ở phần ôn này thì thầy chủ yếu nhắc các em về cái tiêu chí chấm điểm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lòng trong những cái tiêu chí chấm điểm này thì thầy sẽ nhắc cho các em là chuẩn bị dụng cụ vật liệu như thế nào cho nó đúng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta thực hành các loại mới nói thì chúng ta sẽ tránh những cái sai sót gì, thì mời các em quan sát. Thứ nhất là thầy nhắc về tiêu chí chấm điểm bài thực hành. Thì bài thực hành của chúng ta sẽ có thang điểm 10 nha các em. Với những tiêu chí chấm điểm như sau. Thứ nhất là cái phần chuẩn bị thì các em sẽ được 1 điểm rưỡi. Thứ hai là về thái độ thao tác trong giờ thực hành thì các em được 1 điểm rưỡi nếu chúng ta làm tốt. Thứ ba là về sản phẩm thực hành. Thì nếu chúng ta làm tốt phần này thì chúng ta sẽ được 6 điểm rưỡi. Và cuối cùng là vệ sinh giờ thực hành. Nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ được nửa điểm. Ở phần chuẩn bị thì thầy sẽ chia thang điểm làm hai. Thứ nhất là về chuẩn bị dụng cụ thì các em nếu chuẩn bị đầy đủ thì chúng ta sẽ được là 0,75 điểm. Thế thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái gì? Thì thứ nhất là các em sẽ chuẩn bị cho thầy kìm răng hoặc kìm mỏ nhọn, tối thiểu là mỗi học sinh phải là một cây. Như vậy nếu mà nhóm mình mà có là 5 bạn trong nhóm thì phải là có 5 cây kìm răng hoặc kìm nhọn. Thứ hai là kìm tuốt và kìm cắt, thì cái này là chúng ta sẽ chuẩn bị theo nhóm. Và mỗi nhóm như vậy sẽ có tối thiểu là một cây mỗi loại. Tua vít thì mỗi nhóm có tối thiểu là 4 cây. Các em quan sát lại mẫu của kìm răng, kìm mỏ nhọn, kìm tuốt, kìm cắt và tua vít. Tua vít chúng ta nên chuẩn bị loại đầu ba ke nha các em. Thứ hai là về cái chuẩn bị đó, là về vật liệu thiết bị. Thì phần này là nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ được 0,75 điểm. Như vậy thì tổng hai phần là chúng ta được 1 điểm rưỡi. Thì thứ nhất là về dây dẫn điện, mỗi học sinh là 1 mét dây đơn cứng, phi 1,2 mm. Như vậy nếu nhóm chúng ta có 5 bạn thì chúng ta phải chuẩn bị là 5 mét dây. Mỗi nhóm phải có thêm là một cái công tắc, một cái cầu chì, một cái đuôi đèn, một cái phích cắm điện, một cục băng keo cách điện, một tờ giấy nhám. Như vậy đó là phần thứ nhất, phần chuẩn bị. Thì các em quan sát hình ảnh của cầu chì nè, công tắc nè, ổ điện nè, đuôi đèn, dây dẫn điện, băng keo và giấy nhám. Thứ hai là về thái độ thao tác trong giờ thực hành. Thì nội dung này là chúng ta được 1 điểm rưỡi. Thế thì chúng ta sẽ có thái độ thao tác như thế nào để đúng yêu cầu, các em quan sát nhé. Thứ nhất là các em phải nghiêm túc khi thực hành, không được đùa giỡn, làm mất trật tự. Như vậy nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ được nửa điểm. Thứ hai là chúng ta phải biết sử dụng các dụng cụ. Phần này là được nửa điểm. Thứ ba là phải đảm bảo an toàn lao động. Như vậy phần này được nửa điểm. Như vậy tổng là chúng ta sẽ được là 1 điểm rưỡi. Về tiêu chí về sản phẩm thực hành. Thì thứ nhất là các bạn phải có là đầy đủ sản phẩm thực hành theo yêu cầu. Ví dụ thầy yêu cầu là mỗi bạn như vậy là làm cho thầy là một mối nối thẳng, một mối nối cầu chì, hoặc là mối nối công tắc, hoặc là mối nối ổ điện, thì các bạn phải có đầy đủ các sản phẩm thì chúng ta mới có 1 điểm.
Thứ hai là thực hành đúng quy trình đã học thì chúng ta sẽ được nửa điểm. Thế quy trình đã học như thế nào thì thầy nhắc lại các bạn ha. Thì về quy trình nối dây dẫn điện thì chúng ta có quy trình có 6 bước. Bước thứ nhất là bóc vỏ cách điện. Bước thứ hai là làm sạch lõi. Bước thứ ba là nối dây. Bước thứ tư là kiểm tra mối nối. Bước thứ năm là hàn mối nối. Và bước thứ sáu là băng cách điện mối nối. Tuy nhiên vì lý do an toàn và cho dễ chấm điểm thì cái bước số 5 là hàn mối nối và cách điện mối nối thì chúng ta sẽ không thực hiện. Như vậy các bạn, các em chỉ cần làm cho thầy là từ bước số 1 cho đến bước số 4 là được. Trong cái phần nội dung sản phẩm thực hành thì chúng ta có cái thang điểm là sản phẩm thực hành đạt yêu cầu về an toàn điện. Như vậy thì nội dung này là cao điểm nhất là các em, là 3 điểm rưỡi. Và cuối cùng là sản phẩm đạt yêu cầu về tính thẩm mỹ thì nội dung này chúng ta được 1,5 điểm. Như vậy tổng số điểm này là 6 điểm rưỡi. Như vậy làm sao để đạt yêu cầu về an toàn điện và sản phẩm đạt yêu cầu về thẩm mỹ thì các em xem 3 ví dụ về 3 loại mối nối. Thứ nhất đây là mối nối thẳng thì các em xem hình số 1 này là sản phẩm này là đạt yêu cầu nè. Các em quan sát kỹ là số vòng quấn nó khít nè, là một. Cái thứ hai là đủ số vòng và cái vỏ nhựa và cái vòng quấn nó khít với nhau, nó sát với nhau, nó không có bị hở. Ở hình số 2 thì em thấy dù các vòng quấn nó khít đủ vòng, tuy nhiên nó bị hở ở phần vỏ nhựa và cái vòng quấn chỗ này. Như vậy nó sẽ không thẩm mỹ lắm. Và cái sản phẩm như thế này sẽ bị trừ điểm, nhưng mà trừ nhẹ ha. Tuy nhiên ở hình số 3 thì các em thấy là hình này là sản phẩm không đạt yêu cầu và cái này sẽ nếu bị trừ điểm và trừ điểm rất là nặng nè các em. Thế nên nó không đạt yêu cầu chỗ nào nè. Thứ nhất là các vòng dây quấn các em thấy nó thừa, nó hở quá nhiều, không có chặt. Cái thứ hai ở vị trí ngay giữa này cũng bị hở và không có bẻ thẳng để cho cong như thế này. Thì nó không đạt yêu cầu về thẩm mỹ. Cuối cùng là em thấy cái đầu dây chỗ này. Cái đầu dây chỗ này nè. Bạn không dùng kềm, bạn bẻ cho nó ôm sát vào cái lõi giống như phía trên. Mà bạn để nhọn như thế này. Và khi để nhọn như thế này thì sẽ dẫn đến không an toàn điện. Mất tính thẩm mỹ. Không an toàn điện là chỗ nào? Ví dụ khi băng băng keo đó các em. Băng băng keo thì cái đầu nhọn này có thể làm thủng lớp băng keo. Và cái lõi đồng nó lòi ra bên ngoài. Như vậy thì sẽ không an toàn. Rồi các em quan sát về mối nối của công tắc. Mối nối ở hình số 1 thì là mối nối đạt yêu cầu nha các em. Còn mối nối ở hình số 2 là không đạt yêu cầu. Thì không đạt yêu cầu chỗ nào các em quan sát nè. Cái chỗ này nè, bạn này tuốt quá dài đi. Như vậy thì cái phần dây đồng mà nó dư ra như thế này thì nó sẽ dẫn đến không an toàn và mất tính thẩm mỹ. Cái thứ hai các em để ý, ở hình số 1 là 3 dây người ta xỏ cùng một chiều. Còn ở hình số 2 thì nó lại khác, là 2 dây một chiều này thì cái dây ở giữa lại xỏ chiều ngược lại. Như vậy nó sẽ không có thẩm mỹ. Rồi các em quan sát tiếp mối nối cầu chì. Về mối nối cầu chì thì các em thấy ở hình số 1 là đạt yêu cầu. Nhưng mà ở hình số 2 thì không đạt yêu cầu. Không đạt yêu cầu chỗ nào? Thì các em thấy nè, vị trí này nó hở dây nè. Như vậy mất tính thẩm mỹ và không an toàn điện nè. Ở trong đây nè, cái lõi dây này nó dài quá. Nó đụng, nó nối tắt giữa hai cọc luôn. Và như vậy thì nếu ta đã có đậy nắp cầu chì, em để ý cái nắp cầu chì nha. Nó có cái cọng dây chì ngay giữa nè. Khi có sự cố thì dây chì cháy đứt, ngắt mặt bảo vệ. Nhưng mà bây giờ do cái này nó nối tắt rồi. Thì khi có sự cố dây chì dù cháy nứt nhưng mà mạch điện vẫn không bị ngắt, như vậy sẽ không an toàn. Đó là ba ví dụ mà thầy nêu các em. Các em chú ý để tránh những cái sai sót này. Cuối cùng là vệ sinh và thực hành thì nội dung này là được nửa điểm. Thì chúng ta phải đảm bảo vệ sinh chỗ ngồi của mình, quét dọn cho sạch sẽ,
trong giờ thực hành và sau khi thực hành. Và sau khi thực hành xong thì chúng ta phải thu dọn dụng cụ gọn gàng lại, ngăn nắp. Như vậy là chúng ta được nửa điểm. Như vậy tổng số điểm của chúng ta sẽ là sao? Trong cái tiết thực hành sẽ là 10 điểm nếu chúng ta làm tốt tất cả các yêu cầu. Đó là nội dung thầy cần trình bày đến các em. Các em cố gắng nghe cho kỹ và làm cho đúng những gì thầy đã dặn dò để đạt kết quả tốt nhất trong cái giờ thực hành ở tuần 10 sắp đến. Xin chào các em.